Có 7 thói quen này, sớm muộn bạn cũng là người giàu có. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, muốn trở nên giàu có, làm cho tiền đẻ ra tiền không phải là chuyện dễ dàng. Để làm được điều đó, không chỉ có một công việc ổn định, thu nhập dồi dào, mà còn phải biết cách chi tiêu sao cho khôn ngoan, không lãng phí tiền bạc. Điều này phụ thuộc vào những thói quen với tiền bạc mà mỗi chúng ta ai cũng có. Cùng check xem 7 thói quen tốt trong chuyện tiền bạc sau đây thể hiện rõ tư duy kiếm thêm tiền sẽ sớm trở nên giàu có nhé. 1. Tiết kiệm. Thật ra tiết kiệm không liên quan đến chuyện họ kiếm được nhiều hay ít tiền. Sở hữu một khoản tiền tiết kiệm chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc họ là một người biết lên kế hoạch chi tiêu, dùng tiền khôn ngoan. Đây cũng là thói quen đầu tiên khiến họ có thể sinh lợi từ những đồng tiền của mình. 2. Không mua sắm bốc đồng. Mua hàng không suy nghĩ luôn có lợi nhiều hơn có hại. Nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền, dễ đẩy dân tình vào tình trạng khốn khó vì chót vung tay quá chán. Những người giàu có không lấy sự buồn chán của mình ra để biện minh cho việc mua sắm vô tội vạ. Họ luôn có cách để giết chết những giây phút rảnh rỗi buồn chán mà không phải tiêu tiền. 3. Đổi thời gian rảnh lấy tiền. Nếu chỉ mong sống dựa vào lương tháng, dân tình không thể nào có thể trở nên giàu có được. Bởi lẽ có nhiều người thu nhập còn không đủ ăn, ở, thiếu trước hụt sau rất khổ sở. Những người có tư duy giàu có sẽ có thêm rất nhiều khoản thu nhập khác nhau để tích lũy dần. Để làm được như vậy, ngoài 8 tiếng công sở mỗi ngày, họ chấp nhận đổi thời gian rảnh rỗi của mình để kiếm thêm tiền bằng những công việc khác nhau. 4. Thích ghi lại chi tiêu. Ghi lại các chi tiêu mỗi ngày là thói quen tài chính đem lại rất nhiều lợi ích. Việc này giúp dân tình theo dõi sát sao dòng tiền của mình đã được đổ vào những đâu, có tiêu hoang lãng phí hay không. Đồng thời nó cũng sẽ như một lời nhắc giúp họ thoát ra khỏi những cơn thèm mua sắm, vung tiền quá tay cho những thứ quá khả năng của mình. 5. Không vung tiền mua sĩ diện. Người biết cách để tiền đẻ ra tiền hiểu rằng họ không cần phải chứng minh bản thân trước bất cứ ai. Điều kiện tài chính của họ là vấn đề cá nhân và không cần bạn bè, gia đình xác nhận. Những bữa tiệc xa hoa, những món đồ hiệu không phải là thước đo sĩ diện mà họ phải đu theo cho bằng được. Các khoản tiết kiệm, những khoản đầu tư sinh lời mới là thứ khiến họ nhận được nhiều sự tôn trọng. 6. Mê đầu tư. Để tiền đẻ ra tiền, không có cách gì hay ho hơn đầu tư. Những người có tư duy làm giàu luôn biết cách nắm bắt các cơ hội kiếm thêm tiền, sở hữu những khoản đầu tư khác nhau. Họ liều lĩnh, mạo hiểm trong đầu tư, kinh doanh và hiểu rõ, chấp nhận rủi ro là bước đầu của sự giàu có. 7. Tránh xa nợ nần. Đã có khả năng để tiền đẻ ra tiền, đa phần dân tình đều hiểu đến những mặt xấu của việc nợ nần. Họ luôn tìm cách tránh xa những khoản vay. Nếu có chót lâm vào nợ nần, cũng lên kế hoạch chi trả, thoát khỏi gánh nặng đó liền ngay. Số tiền lãng phí vào lãi suất ngân hàng, góp thẻ tín dụng mỗi tháng sẽ được họ dùng để tăng thêm các khoản tiết kiệm, rót chút nữa cho đầu tư kinh doanh. Nhờ vậy, những đồng tiền của họ sẽ còn được nhân lên theo thời gian. Quý vị thân mến, trên thực tế, những người thành công thường nhìn thấy những cơ hội ở nơi không thể ngờ tới, và họ tuân theo những nguyên tắc cơ bản, chứ không phải bí quyết gì cả. Nhưng họ cũng sẽ thiết lập phương pháp luận và nguyên tắc của riêng mình. Cuộc sống đơn giản là theo đuổi để trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn, tài năng hơn và nhiệt huyết hơn. Trên thực tế, bậc thầy thực sự của những người có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình. Chỉ khi làm chủ cuộc đời của bản thân, chúng ta mới vững vàng để bay đến những đỉnh cao mới. Để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và làm giàu cho bản thân, bạn chỉ cần làm tốt 5 điểm này. 1. Kiểm soát miệng của mình. Một cuộc đối thoại như sau đã được ghi lại trong tác phẩm triết học. Có người hỏi, nói không ngừng có lợi ích gì không? Mặc Tử đã đưa ra một ví dụ tinh tế. Ếch, ruồi bọ, ngày nào cũng kêu nhưng không ai để ý đến. Còn gà trống trong sân chỉ gáy vài ba tiếng lúc rạng sáng. Người ta dậy ngay khi nghe thấy. Ở đời, có tiếng nói là có điều kiện cơ bản nhất. Nhưng khả năng nói còn phụ thuộc vào khả năng, năng lực của mỗi người. Người xưa có câu, sông sâu tĩnh lặng,
lúa chín cúi đầu. Có những người khi gặp điều không may, điều đầu tiên họ làm đó là oán thán, kể khổ. Ngược lại, những người đã trải qua sóng to gió lớn thì lặng lẽ giải quyết mà không kêu ca. Những người thực sự thành công sẽ hiểu điều này, thà sử dụng bộ não thường xuyên hơn là dùng đến cái miệng. Cuộc sống có những nỗi buồn và niềm vui là chuyện đương nhiên. Than phiền không giúp vấn đề được giải quyết, quản cái miệng không tốt, họa đến lúc nào không hay. 2. Quý trọng sức khỏe. Trong cả cuộc đời, chúng ta luôn đòi hỏi quá nhiều, tiết kiệm nhiều hơn, mua xe và nhà tốt hơn. Nhìn bề ngoài, mọi người đều có vẻ giống nhau, cùng chiều cao và cân nặng, và họ bận rộn ngày đêm. Nhưng sau khi đổ bệnh một lần thì hoàn toàn khác. Đối mặt với bệnh tật, không ai là ngoại lệ. Không quan trọng bạn là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, chưa kể bạn có xe hay nhà, dù bạn là ai, bệnh tật đều có thể ập đến. Đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền có đáng không? Cuộc sống luôn công bằng, nếu bạn không có thời gian để nghỉ ngơi, bạn phải có thời gian để ốm. Chúng ta không cần phải theo đuổi để giống với bất kỳ ai. Thay vào đó, hãy chăm sóc cơ thể và tâm trạng của bản thân. Làm được điều này, bạn là người giàu nhất. Có một câu nói như thế này, thỉnh thoảng hãy đặt tay lên ngực và cảm nhận tiếng tim đập. Ngày nay, 7 tấn máu đã được đi quãng đường 100.000 km. Các cơ quan trong cơ thể đã làm việc vất vả, vậy cớ gì chúng ta lại tự chuốc lấy tổn thương? Sống hết mình là được, nhưng đừng để phải trả giá bằng sức khỏe bản thân. Suy cho cùng, làm việc chăm chỉ, cuối cùng chưa có thể không giành được gì, nhưng chắc chắn sẽ hao tổn sức khỏe. 3. Kiềm chế cảm xúc. Bacon từng nói, dù bạn có tức giận của mình như thế nào, đừng làm điều gì không thể cứu vãn được. Cảm xúc giống như con quỷ bên trong của chúng ta, chỉ có hai trường hợp, bạn kiểm soát nó hoặc nó kiểm soát bạn. Khi những cảm xúc tồi tệ lên ngôi, cuối cùng bạn là người phải trả giá. Nhưng chỉ cần bạn bình tĩnh lại một chút và đợi cảm xúc qua đi thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Rõ ràng trong một cuộc tranh luận, cảm xúc không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm mâu thuẫn thêm căng thẳng. Thay vào đó, suy nghĩ bằng lý trí sẽ giúp chúng ta làm chủ được tình thế và cư xử đúng đắn hơn, tránh mang lại hậu họa về sau. Mức độ cao của cuộc sống là làm mọi việc một cách khôn ngoan và là một người tỉnh táo. 4. Kỷ luật tự giác. Nằm xuống rất thoải mái, chợp mắt một chút cũng rất dễ dàng, ăn một bữa thả ga cũng đủ khiến chúng ta vui vẻ. Tuy nhiên sau đó, bạn sẽ nhận lại được điều gì? Tại sao mọi người phải kỷ luật mình? Bởi vì kỷ luật bản thân thực chất là tự cứu lấy chính mình. Khi bạn bắt đầu tự rèn luyện, chắc chắn chúng ta sẽ không thể thoải mái như những khi nuông chiều bản thân. Hành trình có thể đau đớn, nhưng kết quả nhận lại chắc chắn sẽ xứng đáng với những gì bỏ ra. Có một bộ phim tên là Trăm Nhân Duyên. Nữ chính đã ngoài 30 tuổi, cuộc đời sa sút vô cùng. Cuộc sống hàng ngày của cô là một vòng lặp lại duy nhất. Ở nhà ăn đồ ăn vặt, chơi game từ sáng đến tối, không việc làm, không tình yêu, không ước mơ, chỉ có thân hình mập mạp. Thậm chí chính cô cũng từng nói, tôi chỉ đáng giá 100 tệ. Một ngày nọ, cô đi ngang qua một phòng tập và nhận ra mình phải thay đổi. Cô bắt đầu ăn uống lành mạnh, thay đổi cách làm trước đây, nhất quyết tập luyện mỗi ngày. Trải qua nhiều thử thách, cuối cùng cô gái thất bại ngày nào đã trở thành một phiên bản trái ngược hoàn toàn. Có người nói rằng cái gọi là kỷ luật tự giác là một nguyên tắc quan trọng để giải quyết khó khăn của cuộc đời với một thái độ chủ động và tích cực. 5. Làm những điều mình thích. Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một ước mơ cho mình. Được sống và theo đuổi ước mơ giúp cuộc đời đáng sống hơn. Hàng ngày vật lộn với những điều mình không thích chỉ khiến tinh thần và sức khỏe của chúng ta suy kiệt. Khi được làm điều mình thích, dù vấp ngã cũng sẽ không nặng nề. Khi chạm tay tới ước mơ, cuộc đời coi như đã trọn vẹn. Ngày nay có nhiều người chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội để rồi bỏ quên ước mơ của mình. Áp lực phải giàu có, phải thành công khiến họ đuổi theo những vị trí mà xã hội đánh giá cao. Trên thực tế, bất kỳ công việc nào cũng đáng quý, chỉ cần bạn cố gắng hết mình, một ngày nào đó trái ngọt sẽ tìm đến. Người lắng nghe bạn nhiều nhất và luôn đồng hành với bạn trên đời này không phải bất cứ ai khác mà chính là bạn. Sống là một hành trình,
một quá trình không ngừng nhìn nhận thực tại và nhìn rõ bản thân mình. Cuộc sống chỉ thật sự giàu có khi bạn biết kỷ luật chính mình, hiểu được giá trị và đam mê của bản thân, chúng ta mới có thể chinh chiến trên hành trình mới.